Dạ, hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Đỉnh Cao Xe Lướt của em. Các anh chị nào là tín đồ của Fortuner thì hôm nay nếu mà bỏ lỡ cái video clip này của em thì thật sự rất là tiếc luôn nha. Tại vì bây giờ là khách tìm Fortuner máy dầu mà số tự động á cực kỳ nhiều, mà bữa giờ là tụi em tìm không có luôn. Dạ thì hôm nay lại về một chiếc xe, thật sự là xe này nó cũng rất là đẹp. Xe này Odo chạy chỉ được 66.000 nhưng mà là đây đời 2018, xe nhập khẩu luôn nha các anh chị nha. Xe này ở biển số ở Sài Gòn luôn. Dạ và tổng thể chiếc xe này á là khách chạy rất là ít. Xe này màu đen nha các anh chị nha, nhưng mà xe đã trang bị là đầy đủ full option xe luôn. Camera 360 độ, la sub, màn hình sau. Dạ, camera hành trình là coi như là đầy đủ luôn á. Dạ đây, xe này có biển số là ở Sài Gòn nha các anh chị. Đây ha, biển số ở Sài Gòn 51-67523. Dạ, đó. Fortuner này là phiên bản máy dầu số tự động nha các anh chị nha. Đây, camera là được full lắp đầy xe luôn. À, như là các anh chị nào mà thích, mà muốn muốn lắp mà vậy, như là muốn theo dõi là xung quanh xe mình là đầy đủ ha. Xe đã được trang bị là ghế da luôn ha. Cam kết với các anh chị là xe bên em sẽ không là sẽ cam kết là không đâm đụng ngập nước nha các anh chị nha. Odo xe này chạy được 66.000. Dạ. Đây, mâm 2018 luôn nha. Mâm zin heo xe, bánh zin heo xe luôn ha. Mình sẽ quay cái phần gầm ha. Đây, cái bánh xe cua thì hạ rồi. Còn đây là phần gầm. Đây, xe được trang bị màn hình gối đầu phía sau Pioneer luôn. Xe đóng đó là lót sàn rồi nè. Nẹp bước chân nè. Đây có cam hình, có đây cam 360 độ luôn nha các anh chị ha. Đây cái nút được gắn ở đây, gắn ở trên vô lăng. Trước, sau, phải, trái ha. Phía trước ha. Rồi bên hông. Rồi không thích thì mình có thể tắt đi. Và đây xe đã được trang bị là loa sub luôn nha các anh chị nha. Nghe âm thanh rất là ấm. Dạ, đây. Chạy 66.000, vô lăng cũng còn rất là mới. Đây ha. Đây có cam hành trình luôn nha các anh chị nha. Đã được trang bị cam hành trình luôn. Có cảm biến sau là đầy đủ ha các anh chị ha. Nội thất là được ốp gỗ luôn ha. Màn hình vỡ lên vào màn hình Pioneer là zin heo xe ha. Đẹp luôn. Giá xe tầm khoảng 940 quay đầu. Thì các anh chị nào có nhảy quan tâm về cái dòng Fortuner này thì có thể liên hệ với em nha. À, đừng bỏ lỡ những chiếc xe tốt mà chất lượng mà đẹp như thế này nữa ha. Đây cái mặt ra lăng trước. Xe thì có chưa có cảm biến trước, nhưng mà anh đã lắp camera là 360 độ là coi như mình coi được hết ha.
xe cam kết là không đâm đụng ngập nước nha các anh chị nha. Bao các anh chị đi chắc hẳn luôn ha. Xe là đời 2018 nha các anh chị nha. Bao zin luôn. Máy móc là còn nguyên zin. Tìm kiểm định của xe này vẫn còn đến tháng 9 năm 2022 nha các anh chị. Xe có giá tầm khoảng 900 quay đầu. Các anh chị nào muốn cấp đổi xe hoặc muốn bán xe nè thì cũng có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902600126 nha. Xe rất là đẹp. Dạ. Các anh chị cứ nhắn tin Zalo với em cũng được, em sẽ tư vấn cho các anh chị về phương thức mua tiền mặt như thế nào, phương thức mua trả góp như thế nào nha các anh chị nha. Em sẽ tư vấn cho các anh chị rõ hơn. Các anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video clip tiếp theo về những dòng xe lướt bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.